Alo anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Lại là mình sóc cơ tài xỉu đây. Và clip của hôm nay thì mình sẽ tiếp tục bắt cầu trên cái con ứng dụng Sunwin anh em nhá. Thì rất nhiều anh em học sinh sinh viên muốn kiếm cái tiền ăn sáng ấy, thì anh em hãy xem hết clip anh em ạ. Vì đây clip mà sẽ chia sẻ cho tất cả anh em cái kinh nghiệm để anh em có thể bắt cầu trên con ứng dụng Sunwin, kể cả cái con ứng dụng khác cũng vậy thôi em nhá. Đây là cái phương pháp để anh em có thể chơi cái con ứng dụng Sunwin và anh em có thể dùng cái mức vốn nhỏ để anh em kiếm lãi anh em ơi. Và anh em thấy này, mức vốn của mình hiện tại đang có là 50k em nhá, một cái số tiền khá là nhỏ em ạ. Và một số anh em thì mình thấy là học sinh sinh viên này tiết kiệm cái tiền ăn sáng em ạ, tiết kiệm cái tiền ăn sáng để anh em đầu tư, để anh em muốn có một chút thu nhập hàng ngày, để anh em tức là một bữa ăn sáng anh em muốn nhân đôi lên thành 2 bữa và cả muốn thành 3 bữa ấy. Để anh em có thể xem clip em nhá. Và clip này mình không phải là rủ rê hay là mình bắt anh em đầu tư với cái số tiền như này hay là như nọ cả em nhá, và mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm để giúp anh em có thể có chút thu nhập em nhá. Và anh em không thích đầu tư hay là anh em không thích kiếm tiền thì anh em có thể xem clip này anh em vui, và anh em ấn nút like và anh em chia sẻ video cho mình nhé bạn, vì sẽ có rất nhiều người sẽ cần những cái clip như này em nhá. Ok anh em ơi, hôm nay mình chỉ đầu tư với cái số vốn là 50k thôi anh em ạ, 50k thôi, số tiền cực kỳ nhỏ anh em ạ. Nói chung là ai cũng có thể đầu tư được, kể cả con ứng dụng 680 bài để anh em đều có thể chơi được như này em nhá. Ok anh em ơi, cái này là anh em sẽ không dùng cái phương pháp gì cả nhá, anh em chỉ chơi kiểu bắt cầu bình thường và anh em tính cầu bình thường thôi anh em ạ. Anh em sẽ không dùng cái phương pháp kiểu dạng là tính điểm phiên hay là tính theo điểm xíu ngầu gì cả nhá. Anh em chỉ bắt cầu bình thường và anh em xem xu hướng cái cầu nó di chuyển như thế nào, và mình sẽ chơi theo kiểu là phương pháp cầu em nhá, thuật toán 5 cầu anh em ạ. Cái thuật toán 5 cầu này thì mình thấy là hồi trước ấy, hồi xưa ấy, thì hack game 2020 thì hay dùng nó để kiếm tiền. Thật sự thì hồi xưa thì hack game chơi với cái thuật toán 5 cầu này nó quá là đỉnh cao anh em ạ, quá đỉnh cao luôn. Ông này thật sự thì hiện tại thì không biết tung tích như nào, không biết ông này là có còn chơi những cái trò tài xỉu không, thì nhưng thực chất thì ông này quá đỉnh cao anh em ạ. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình bắt cầu là mình kiếm lại anh em ơi. Ok nhá, thì mình sẽ bắt cầu bình thường nhá, rồi xem cái cầu kéo nó di chuyển như nào. Ok, hiện tại anh em thấy này, cái cầu 213 anh em nhá, cầu 213, và mình nghĩ là ván này nó sẽ bẻ sang bên bên tài nhá. Ok, ván này mình sẽ vào là 10M, 10K nhá. Mình cứ cứ, cứ lộn kiểu mình hay chơi ở trên con ứng dụng 680 máy, thì mình đầu tư với cái số tiền nó khá là lớn. Nhưng mà riêng cái con ứng dụng như là Sunwin này, GO8 ấy, thì mình tại sao lại đầu tư với cái số tiền nó nhỏ thì chắc anh em biết rồi. Bởi vì khi mà anh em chơi ở trên những cái con ứng dụng mà GO8 Sunwin ấy, thì anh em chơi đầu tư với cái số tiền nó lớn quá, thật sự thì nó cực kỳ bịp anh em ạ, nó rất là bịp luôn. Nên là mình khuyên anh em, nếu như anh em muốn chơi với cái số tiền nó lớn ấy, thì anh em nên chuyển sang con ứng dụng khác cho mình ạ. Vì thứ nhất là con ứng dụng Sunwin hay là con ứng dụng GO8 ấy, nó rất là bịp khi mà anh em đầu tư chơi với cái số tiền nó lớn. Còn anh em chơi với cái số tiền nhỏ thì thật sự thì nó dễ ăn cực kỳ anh em ạ, dễ ăn cực kỳ luôn. Đây anh em thấy này, hút anh em nhá, đấy nó bẻ là nó bẻ luôn nhá. Ngon lành cho anh em. Mình thì không phải là tín đồ con ứng dụng Sunwin, nhưng mà anh em yêu cầu rất là nhiều, và những học sinh sinh viên, anh em học sinh sinh viên thì yêu cầu cực kỳ nhiều luôn. Bởi vì anh em muốn dành cái tiền ăn sáng ấy, để anh em đầu tư, để anh em kiếm nhân 1, nhân 2 hoặc nhân 3 cái tiền ăn sáng của anh em lên ấy, thì anh em có thể áp dụng theo cái cách này em nhá. Ok anh em ơi, rồi thì ván này là mình nghĩ là nó có thể di chuyển sang cái cầu là tiếp bên tài nhá. Đây anh em ạ, em thấy đấy, cái anh em thấy nó lên nóc cho anh em, lên nóc và nó sẽ xuống, nhưng mà nó sẽ không xuống hẳn là chỗ bên bên xỉu nhá. Thì ván này tiếp tục tiếp là bên tài anh em ạ. Theo kinh nghiệm của mình thì mình hay chơi theo kiểu là lên xuống của cái đồng coin anh em ạ. Thì anh em có từng chơi cái đồng coin cho anh em, kiểu đồng coin BTC ấy anh em ạ, BTC ETH các kiểu ấy. Mình trước thì mình hay chơi ở đấy, nhưng mà mình thấy là cái tỷ lệ lên xuống của nó thì nó cũng gần tương tự như cái con tài xỉu em nhá. Ơ nhỉ, nó xuống hẳn, nhưng mà nó xuống hẳn thì cái con số 10 luôn anh ạ, con số 10 luôn đấy.
Nó xuống từ 16 nó xuống con 10. Mình nghĩ là nó sẽ tầm khoảng 11 hoặc là 12 thôi. Nhưng mà nó xuống tận con 10 rồi thì ván này xịt hơi hơi đen anh em nhé, hơi đen rồi. Ok nhá. Rồi. Ván hiện tại nó mình nghĩ là nó sẽ ra tiếp cái cầu cầu bệt em nhé, cầu bệt xỉu anh ạ, thì ván này mình sẽ di chuyển sang xỉu nhá. Và mình sẽ cho lên là ôi nhỉ, thôi hủy nhá. Mình sẽ cho lên tầm khoảng 15k nhá. Ok, bởi vì mức vốn nhỏ mà anh em cứ vào từ từ các bạn. Anh em đừng có vội làm cái gì. Anh em cứ vào từ từ cho mình. Bởi vì vốn của anh em nhỏ nên anh em cần phải chơi nó bình tĩnh và từ từ em nhá. Ok nha em ơi. Em đợi kết quả xem nào. Ván này có hút không em nhỉ? Hút không, mở bát anh em ơi. Ôi xổ ôi, ván này nó xịt rồi anh em ạ, ván này tiếp tục xịt rồi. Nó di chuyển theo cái cầu mùng 1 anh em ạ. Đúng như cái suy đoán của mình luôn, nhưng mà mình nghiêng về cái bên xỉu nó hơi nhiều nên là vừa rồi mình xịt luôn bên xỉu, nhưng mà nó xịt mất rồi anh ạ, xịt mất rồi. Ok anh em ơi. Tiếp tục chiến nhá. Trời nó hơi hơi mờ anh em nhỉ, hơi mờ. Rồi, ok nhá, chiến luôn. Rồi xem tục cái cầu nhá. Tắt này. Ok. Rồi, tiếp tục nhá. Ở đây thì hiện tại thì nó di chuyển theo cái cầu mùng 1 anh em ạ. Nhưng mà mùng 1 thì nó kiểu dạng là nó không không lâu, không dài em nhá. Nó chỉ kiểu loanh quẩn tầm 1 2 cầu thôi là nó di chuyển rồi anh em ạ. Thì ván này mình sẽ vào là ôn lên nhá. Mình sẽ ôn lên ván này anh em ạ, ôn lên luôn nhá. Đây đây, nó loanh quanh ở trên này thôi anh em nhá, nó loanh quanh ở đây thôi. Đây anh em thấy những cái ván trước này nó chỉ tầm khoảng 3 cầu là nó bẻ thôi như vậy. 3 cầu hoặc là 2 cầu là nó bẻ thôi. Chứ mình thấy là nó không di chuyển nhiều cái cầu 1 anh em nhá. Nó di chuyển vài tay thôi. Ôi sởi nhà ơi, lại hút em ạ. Anh em thấy ok chưa anh em? Quá là ngon, quá tuyệt vời nhưng mà rất là nuột em nhá, khi mà mình chơi với cái mức vốn nhỏ mình tính theo cầu này nó quá là chuẩn anh em ạ. Thì với cái mức vốn của mình là tầm khoảng 50k ấy, thì mình lên tầm khoảng 7-80k là nó quá là đỉnh rồi anh em ạ. Đấy, vốn nhỏ thì anh em chỉ có thể ăn với cái số tiền nó nhỏ thôi. Còn riêng con này anh em nếu mà anh em nạp ấy thì anh em nên nạp cho mình dưới 1 triệu thôi anh em ạ. Còn anh em nạp trên 1 triệu trở lên thì nó cực kỳ bịp anh em ạ, không hiểu kiểu gì luôn. Mình đã thử nạp tầm 50 củ rồi. Nó bịp mình và nó xịt liên tục anh em ạ. Mình thua xịt luôn. Ok nhá, ván này là cái cầu 1 1 2 1 này anh em ạ, 1 2 1 này. Ok, ván này mình sẽ làm tiếp là 20k nhá. Ơ nhỉ, nó lên cao thế nhỉ. Vào lại xem nào. Ok. Nó đang tải nó lại không vào được anh em ạ. Lại ấn vào tải cái con xích bo này anh em ạ. Thì những clip sau thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để anh em có thể bắt cầu trên cái con xích bo nhá. Con xích bo mình thấy là cũng cũng khá là ổn áp anh em ạ khi mà mình chơi. Đây anh em ạ, định vào xỉu mà vừa rồi mình ấn thoát mà không không kịp anh em ạ. Mình định vào tầm khoảng 20k thôi nhưng mà cái mình lại ấn thoát ra rồi. Xịt mất cái ván này luôn anh em ạ. Ok nhá. Rồi, tiếp tục nhá. Rồi cái nó có lên cái cầu 122 không nhỉ? Cái cầu 122 ở đây nó có di chuyển nhiều không? Thì mình sẽ lướt xem nào, sẽ lướt những cái ván trước nhá, cầu 122. Rồi, ván này tiếp tục xỉu nhá, ván này tiếp tục xỉu, ván này 20k đâu. Làm tiếp 20k anh em ạ. Ok nhá. Nếu mà giả sử anh em muốn chơi muốn kiếm tầm khoảng 100k ấy, thì em cần phải đầu tư ít nhất là từ 500k trở lên nhá, 500k đến 1 triệu nhá. Anh em muốn kiếm tầm khoảng tầm 100 đến 200k anh em ạ. Thì em cần phải đầu tư với cái số tiền như vậy thì anh em có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất anh em nhá. Rồi. Rồi. Ôi ôi, nhưng mà thấy con một là mình tưởng là hút nhưng mà nó lại bẻ sang bên tài anh em ạ. Nó lại bẻ luôn anh em ạ. Ơ nhỉ, cái cầu này cái cầu 212 nhỉ. Cái cầu 212. Rồi, đây anh em ạ, em thấy đây. Cầu 212. Rồi, ok nhá, 212. Nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn tiếp tục ra xỉu anh em ạ. Nghiêng về bên xỉu rất là nhiều. Cầu 212 nhưng mà ở đây thì cái suy đoán của mình ấy di chuyển sang cái cầu 1 em nhá. Ok, only luôn nhá. Ok, only. Ván này mình sẽ only nhá. Kể cả thua thì mình cũng sẽ dừng và nếu mà thắng thì cũng sẽ dừng em nhá. Mình sẽ làm tiếp một ván này thôi là mình sẽ dừng như vậy.
Thật sự thì nếu mà anh em đầu tư và anh em tin tưởng vào con ứng dụng Sunwin ấy thì không nên đầu tư với cái số tiền nó quá là nhiều nhá. Với cái mức vốn của mình vừa rồi để đầu tư với số tiền là 50k ấy, nó cũng khá là nhỏ, nhưng mà mình có thể lên được tầm khoảng 100k là nó quá là đỉnh cao rồi anh em ạ. Ôi dồi ôi, ôi sổi anh em ơi, lên đi anh em ạ. Mình thấy là con 6 là mình tưởng là những con khác là con 5 hoặc con 4 đi anh em ạ. Mày qua anh em ơi, lên 96k nhỉ? 96k là quá là ngon rồi em nhá, 96k thôi anh em ạ. Thì với cái số vốn của anh em tầm khoảng 50k thì anh em chỉ có thể lên được như vậy thôi em nhá. Và thật sự thì mình cũng muốn làm với cái số tiền nó lớn, nhưng mà con này thật sự thì với số tiền lớn ấy nó rất là bịp hiểu ạ, rất là bịp luôn. Và clip của mình thì đến đây cũng sẽ tạm dừng nhá. Thì anh em thấy video của mình hay, anh em hãy giúp mình một cái lượt like và một cái lượt đăng ký em nhá. Bye bye anh em.